Xin chào các thiếu chủ, chào mừng đã quay trở lại với Thiên Long Bát Bộ 2 BNG. Thế giới Thiên Long hoàn mỹ, hệ thống môn phái cực kỳ đa dạng, khiến cho các thiếu chủ đang phân vân không biết lựa chọn môn phái gì để phù hợp với bản thân. Vậy thì hôm nay, tại hạ sẽ cùng các thiếu chủ tìm hiểu về tổng quan các môn phái. Trong phiên bản đầu tiên phát hành tại thị trường Việt Nam sẽ có tất cả 6 môn phái. Thừa Thiên Địa Hề, Nhậm Tiêu Dao. Môn phái đầu tiên đó là Tiêu Dao. Đây là một môn phái nội công tầm xa. Tiêu Dao nổi tiếng với khả năng đặt bẫy cũng như lượng sát thương lớn có thể gây ra. Đặc biệt chiêu thức Khê Sơn Hành Nữ khiến đối phương chịu gấp đôi sát thương. Đây cũng là một kỹ năng làm nên thương hiệu của Tiêu Dao. Thứ hai đó là phái Thiên Sơn, được coi là một trong những môn phái khó chịu bậc nhất. Thiên Sơn luôn là nỗi ác mộng của những con mồi nhiều máu. Thiên Sơn là môn phái ngoại công cận chiến nổi tiếng với khả năng tàng hình, dồn sát thương nhanh chóng. Thiên Sơn còn được coi là sát thủ vô hình thì hoàn toàn có thể hạ sát con mồi rồi biến mất mà không để lại dấu vết gì. Tiếp đến là phái Cái Bang. Ngao Du Tứ Hải, bốn bể đều là nhà. Cái Bang là một môn phái không thể thiếu trong các tựa game kiếm hiệp, là một môn phái ngoại công cận chiến. Võ công chủ yếu của Cái Bang là Hàng Long Thập Bát Trưởng, hầu hết kỹ năng đều có thêm hiệu ứng của rồng vô cùng đẹp mắt. Thân pháp cực kỳ cao khiến cho Cái Bang luôn là một môn phái dẫn đầu trong giao tranh. Thứ tư đó là phái Thiếu Lâm. Đây là một môn phái ngoại công cận chiến. Thiếu Lâm luôn là một môn phái chống chịu vô cùng chắc chắn với khả năng phòng thủ rất tốt của mình. Ngoài ra môn phái này có khả năng tự phục hồi rất bá đạo. Tất cả tạo nên một môn phái châu bò bậc nhất trong Thiên Long Bát Bộ 2 BNG. Môn phái này đóng vai trò là một tăng cơ chống chịu trong đội hình. Thứ năm là phái Võ Đan. Đây là một môn phái nội công đánh tầm xa, hiệu ứng skill với kiếm vô cùng đẹp mắt, có khả năng khống chế sát thương diện rộng vô cùng lớn. Với lợi thế đánh tầm xa, Võ Đan được coi là môn phái sát thương chủ lực trong giao tranh. Cuối cùng, môn phái thứ 6 có tên là Ngami, được coi là một môn phái không thể thiếu trong bất cứ tựa game kiếm hiệp nào. Ngami là môn phái mang lại khả năng hồi phục cho bản thân và cả đồng đội, luôn có mặt trong tất cả hoạt động. Đây cũng là một môn phái được lựa chọn khá nhiều vì độ hữu dụng của nó đem lại.
Tổng Quang, Võ Đang và Tiêu Dao sẽ là hai nguồn sát thương chủ lực cầm xa chính. Thiếu Lâm và Cái Bàng là hai môn phái tiên phong chống chịu sát thương, luôn dẫn đầu trong giao tranh. Tiên Sơn sẽ dành cho những thiếu chủ thích lối chơi sát thủ, còn Nam Y sẽ thiên về khả năng hồi phục và hỗ trợ đồng đội. Hy vọng qua video này, các thiếu chủ có thể lựa chọn cho mình một phái phù hợp để bước chân vào thế giới Thiên Long Bát Bộ 2 VNG. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Thiên Long Bát Bộ 2 VNG, tải ngay trên App Store hoặc Google Play.